Chào mừng anh em quay trở lại với channel của tôi. Ngày mới được chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Và tôi là vua kiếm tiền, hay gọi là chủ mền, kịch là admin kênh kiếm tiền online 4.0. Chúc anh em luôn an toàn, luôn gặp nhiều may mắn. Và sau những cái series đó là trải nghiệm những con game từ Step 68, thì anh em hãy tìm đến một trò chơi nó có vẻ là nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Thì kho báu của bà Trương Mỹ Lan đã để ngoài biển khơi. Vâng, bà cũng đang ra ngoài biển khơi và bắt cá để tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan. Step 68 là một trò chơi hội tụ đầy đủ các trò chơi cho anh em thể lựa chọn được các trò bắn cá, baccarat, tài xỉu nhá. Thì bắn cá đấy anh em thấy này, ở cái mục chọn con cá em để ý đó là cá màu vàng đó, và long vương, rồi con rồng, rồi là chiếc cá và côn đồ không, thì là đang có tỷ lệ là nổ rất là lớn. Ok, anh em thấy này, long vương là x250. Thì ở cái phòng này là tôi đang cứu ở cái phòng sơ cấp thôi, bắn vòng con này thì nó mình tối thiểu là có tầm 20k là chỉ bảo tham gia nhá. Và CF68 game bắn cá đang rất là nhiều trò chơi để anh em lựa chọn nhá. Việc lựa chọn của anh em có thể ba, có hai skin ở đây anh em thấy này, mục khóa và mục tự động. Thì tôi khuyên anh em là bỏ mục tự động đi, tự động nó tự bắn cá. Thì nhiều khi là con cá anh em muốn bắn vào con cá nào đấy, như tôi muốn bắn vào những cái tỷ lệ nổ cao là long vương hoặc tôn ổ không đó. Và cả những ok lại nổ nhá. Và là những cá thì anh em bấm vào khóa này sẽ chọn được mục tiêu. Còn cái khổ đại bác của anh em nhé, anh em bấm vào là tăng số lượng đạn lên, đạn mắc nhất bao nào của bao nào ở đây. Ok nhé, bắn được con rồng nhá, 34k. Thì anh em có thể thấy này, mắc khổ bao nào là 300 xu nhá. Vâng, ok, con cóc luôn này, 30k luôn đấy anh em yêu, quá tuyệt vời luôn. Vâng, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của tôi nhá. Sau một chuỗi các series đó là giới thiệu anh em rất là nhiều con game đó là tỷ lệ cược, thì hãy tham gia trò chơi này, ra biển khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan. Ok anh em này, anh em thấy chưa, tôi đang sử dụng skin quá, bật ok anh em nhé, bắn thêm một con cá, đây là con cá đuối đó. Vốn hôm nay chỉ có 500 xu thôi, thì mục tiêu của tôi là ăn lấy 100 thôi, 100 xu để mua ít chai nước về uống thôi. Này nóng quá, ra biển khơi mà thiếu nước ngọt anh em ạ. Ngọt ở đây tôi hay uống đó là Coca, Pepsi. Ok, 21k, cộng 9k là cá đuối này. Bắn gì ở đây mà nhiều khi có hợp lý phết anh em ạ. Anh em có thể thấy này, đồ họa game sắc nét. Ok, bắn con rồng nhá, 35k. Và đây săn tụt ổ không này, để xem có tạo nên. Ok anh em ạ, tuyệt vời, 90k. Ok anh em ạ, lên được 640 xu rồi, đang lại 100 xu anh em nhá. 4 bắt đầu có 500 xu và có lẽ là tôi sẽ được 700 thì cũng kết thúc video ở đây. Đánh vui văn nghệ thôi, mình chơi bắn cá vui vui này. Anh em chơi bắn cá ở ngoài siêu thị hay là các trung tâm này anh em mình thấy đấy, chơi vui vui thôi, bắn cũng lâu lắm. Thì mình ngồi ở nhà mình giết thời gian, nóng được cái này bật điều hòa lên và lấy điện thoại và chơi bắn cá. Thì còn game CF68 nhá. Và anh em ạ, game thì đang có rất là chương trình hỗ trợ anh em khi tham gia đăng ký. Ok, đây 36k nhá. Anh em cứ tải game về đi. Còn đấy là đăng ký tài khoản bằng số điện thoại nên có thể gắn hàng. Và nhớ là cái mục đại lý đấy thì anh em nhập cái mã giới thiệu của tôi, cái kênh của tôi thì sẽ nhận được thêm phần thưởng nhá. Đó là Gip Code Tuấn Thủ. Thì anh em vào nhóm Telegram để được xác nhận vào và yêu cầu admin tặng phần quà Tuấn Thủ nhá. Xin chúc anh em là ra khơi may mắn. Anh em lại ra khơi may mắn và sớm tìm được kho báu nhá. Và cái đàn tiên cá này bắn hơi lâu quá đấy, không được không thì nãy vừa mới nổ rồi, có khả năng cao là bỏ qua. Ok, 45k thưa anh em ạ. Ok, 680 xu đang sinh lời anh em nhá. Thì anh em có thấy đây, đó là súng của anh em ạ, nâng cấp càng mạnh lên thì đạn bắn nó càng khỏe, thì tỷ lệ anh em nổ càng lớn nhá, cá nổ càng lớn nhá. Tôi nhớ đâu đấy là đây là cái trò này là trò đạn náo thiên cung anh em nhá, trong cái trò CF68. Ok,
Trên 15k là con cá mập bạc. Và ok, ở đây là cái phần chơi bonus nhá. Phần chơi này thì anh em có thể bỏ qua không bắn, hoặc là anh em có thể bắn tự động. Thì nói chung là cũng thêm được một chút cá ở đây thì dễ nổ hơn, tỷ lệ nổ hơn. Nhưng mà nếu mà anh em ham quá cũng không tốt. Tôi thường là tôi bắn những con cá bay lẻ tẻ, nó bơi lìa rỉa thì dễ bắn hơn. Còn này cá này bơi nhanh quá, bắn cá con thì nổ cao hơn. Đây tôi bắn cho anh em phát tự động này, bỏ qua nhá. Rồi ok, lắp tụ quét này, anh em thấy chưa, 50 xu 60 xu thế này còn lâu mới giàu anh em ạ. Cuốn giàu phải ra khơi. Và số vốn của tôi bắt đầu với anh em để ra khơi á, thì cứ tầm 500-1m anh em ra khơi thoải mái luôn. Và đây là con game CF68 nhá. Link tải game tôi để phần mô tả phía sau bình luận để anh em có thể tải game về nhá. Chủ anh em đó là ăn to lớn gặp nhiều may mắn. Có báo của bà Trương Mỹ Lan thì đang ở ngoài biển khơi mấy nghìn tỷ đấy, chờ anh em ra khơi thôi. Tôi đã ra khơi và trên con trò bắn cá từ CF68 nhá. Và cũng hy vọng gặp lại anh em ở con trò CF68 này. Ok anh em, kho báu này, đây phải chăng là kho báu của bà Trương Mỹ Lan? Và ok anh em. Ôi đạn tôi hơi bé nên nó nổ nó nhỏ quá, có được 2k mấy thôi. Tiếp tục là một cá. Vâng, lên được 921m tôi kết thúc video nhá. Ui nổ đi tụi anh em ạ, dễ hiểu cái gì luôn, nhưng mà nổ liên tục nhá. Đấy, bắn con nào nổ con đấy này, nhìn anh em kinh không? Sau phần bonus phát là nổ liên tục. Ok, đây là thuyền này, thuyền hải tặc này, thuyền qua vận hải tặc của Luffy này. Và kho báu tiếp tục này. Ok anh em ạ, nổ được 24k, 30k con cá con cóc. Ok, lên được 800 ạ. Rồi, 800 rồi cũng dừng luôn nhá, ăn no anh em ạ. Hôm nay là chơi quá tuyệt vời luôn, không cần tính toán nhiều, chủ yếu là không cần phải ai độ, trời độ được. Rồi 27k, ăn được thêm con rùa vàng. Ô 800 anh em ạ, thôi kết thúc video rồi nhá. Mình cũng dừng video ở đây. Mọi anh em thắc mắc thì để lại phần bình luận nhá. Vâng, đây là trò bắn cá đại nam thiên cung từ con game CF68. Xin chúc anh em là ăn to, thua lớn, gặp nhiều may mắn. Thôi xin kết thúc video ở đây nhá, chào tạm biệt anh em.